Hello mọi người đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của em Hoàng nha. Thì hôm nay ở cái video này em Hoàng xin chia sẻ cho mọi người cái cách tính mét vuông với cái hình tam giác. Đấy, ở cái video này em Hoàng sẽ chỉ chi tiết chuẩn 100%. Anh em áp dụng vào cái công thức này của em Hoàng thì đảm bảo là 100% chính xác nha, không sai một ly nào luôn. Thì cái hình tam giác này thì nó hay được áp dụng ví dụ là trong cái nghề xây dựng. Đấy, và cái nghề cơ khí, nghề thợ mộc đấy, thì đa số họ hay tính những cái mét vuông, chẳng hạn như là mái nhà này, mái chẽo này, hoặc là anh em có thể là áp dụng vào các cái gấp cầu thang này, tủ bếp này. Đấy, thì anh em sẽ hay gặp phải cái trường hợp là có cái hình tam giác này. Thế để làm sao mà tính được cái mét vuông của cái hình tam giác này để anh em nhận khối lượng lấy tiền, thì anh em tính như thế nào? Thì hôm nay ở video này em Hoàng chia sẻ cho mọi người nhé. Đầu tiên em Hoàng có một cái hình tam giác như kiểu trên hình đây, và em Hoàng sẽ lấy cái cạnh đáy này, ví dụ cạnh đáy này là 2m nhé, 2m, cái cạnh huyền này là 4m nhé, và cái cạnh bên này cũng 2m. Đấy, thế để làm sao mà tính được cái mét vuông của cái hình tam giác này thì anh em phải chia đều nhé. Anh em ví dụ gặp cái hình tam giác như thế này thì cái bề rộng này nó là 2m, thì anh em chia đều ở giữa cho em Hoàng. Đấy, chia đều ở giữa, anh em chia đều ở giữa, mỗi bên đây là 1m. Đấy, mỗi bên ở đây là 1m. Xong cái bên này 2m, anh em cũng chia đều ở giữa cho em Hoàng. Đấy, chỗ này cũng 1m. Chỗ này cũng 1m. Đấy, nói chung là anh em chia đều hết, mỗi bên là 1m. Chỗ này 4m, anh em cũng chia đều ở giữa cho em Hoàng. Chỗ này là 2m nhé, chỗ này là 2m. Đấy, xong anh em đo nối các điểm này vào với nhau cho em. Mọi người đo nối các điểm này vào này. Đấy, đấy. Mọi người lấy thước, mọi người đo bắn sang bên cái điểm 4m này và bắn sang bên cái vị trí tim của cái 2m này, thì nó sẽ tạo thành một cái hình vuông 1m nhé. Đấy, thì anh em sẽ được một cái hình vuông 1m trước. Đấy, thì anh em cái cầu thang của anh em nó sẽ là 1m vuông ở đây rồi. Đấy, thì còn lại cái điểm trên này và điểm dưới này thì anh em phải tính thế nào để cho nó được khối lượng nhá. Thì đầu tiên mình đã tính được 1m vuông rồi. Đấy, 1m vuông rồi, bây giờ phải cộng nốt cái góc còn lại. Thì đơn giản anh em sẽ đo, một là anh em đo cái cạnh này, ở đây là 1m rồi đúng không, ở đây 1m rồi. Sau anh em đo cái vị trí đi lên nữa và cái vị trí chéo nó là bao nhiêu. Sau anh em lại đo ở trên này, ví dụ ở đây 1m này, cái này 1m bằng nhau rồi này. Sau anh em đo hai cái vị trí này nó là 1m này, là nó bằng nhau rồi này. Thì còn hai cái vị trí này đều là 2m, nó là bằng nhau rồi này. Thì anh em chỉ cần gấp đôi nó lại thôi, ghép đôi nó lại như thế này thôi. Đấy, anh em ghép đôi lại. Đấy, thì anh em ghép đôi cái phần này lên phần này thì nó tạo thành một cái hình vuông nữa. Thì cái cầu thang này của chúng ta nó là 2m vuông. Đấy, và thực tế nó là sẽ là 2m vuông. Đấy, vì lúc mình tính ấy, lúc mình gặp mà bất cứ cái hình tam giác nào cũng thế, thì mình đã chia đôi những cái khoảng này ra rồi, thì cái nửa còn lại đa số là nó sẽ bằng nhau mọi người nhá. Bất cứ một cái hình tam giác nào cũng thế. Ví dụ là chỗ này nó 4m thì mình chia đôi cái chỗ 4m này ra, hoặc là 4m rưỡi thì mình chia đôi chỗ 4m rưỡi ra. Xong bên này 4m rưỡi hoặc là 5m rưỡi như thế, mọi người cũng chia đôi cái này ra. Đấy, bên này cũng thế, là bao nhiêu mọi người chia đôi ra. Đấy, xong lúc mọi người đo từ cái góc chéo của cái nửa này sang nửa này, xong từ nửa này sang nửa này là nó tạo thành một cái hình vuông rồi, hoặc là hình chữ nhật rồi, thì mình sẽ tính mét vuông như bình thường. Đấy, mình sẽ tính mét vuông như bình thường. Ví dụ như kiểu chỗ này là 2m, mà chỗ này của mình là chỗ này là 1m, chỗ này là 1m, thì mình chỉ lấy 1 bằng 2 thôi. Đấy, ví dụ cái chỗ này chúng ta đo được chỗ này là 5m và chỗ này được 6m, thì chúng ta sẽ nhân 5 6 thôi. Đấy, chúng ta thì nhân chéo ra thì chúng ta sẽ được cái số mét vuông ở đây. Đấy, 5 6 30 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được cái ô này là 30 mét vuông. Đấy, 30 mét vuông thì hai cái nửa còn lại đa số nó sẽ là bằng nhau, thì chúng ta sẽ là còn là 30 mét vuông nữa, là thành 60 mét vuông. Cái hình tam giác này của chúng ta sẽ được là 60 mét vuông.
Đấy. Thì chúng ta có 1 mét vuông ở đây rồi, chúng ta cộng thêm 1 mét vuông nữa. Đấy thì là nó bằng 2 mét vuông thôi. Đấy thì nó được 2 mét vuông nhá. Đấy thì là nó hình cái hình tam giác này của chúng ta nó sẽ được 2 mét vuông. Đấy, anh em áp dụng bất cứ một cái mái nào cũng thế, thì anh em cũng muốn tính ấy, anh em chỉ áp dụng cái công thức này cho em Hoàng nha, thì đảm bảo tất cả những cái hình tam giác của anh em đều tính được hết. Đấy, đều tính được hết, nó đều áp dụng cái công thức như thế này cả. Đấy, quan trọng là mọi người phải mất công với mọi người chia đều cái khoảng chiều cao này, chia đều ở giữa cạnh đáy này và chia đều cái cạnh huyền này. Đấy, mọi người cứ chia đều hết ra cho em. Đấy, mọi người cứ chia đều hết ra. Đấy, chia xong đều hết rồi, chúng mọi người mới đo từ cái vị trí của cái hình đó chia ở giữa đó, mọi người kéo xuống cho nó được bao nhiêu, mọi người lấy cái số đo của cái cạnh này này. Đấy, lấy số đo của một cái cạnh này thôi, mọi người nối sang đây nhá. Ví dụ mọi người nối xuống đây đấy, thì đa số là hai cái điểm này nó sẽ bằng nhau rồi. Đấy, hai cái điểm này lúc nào nó cũng bằng nhau rồi. Đấy thì mọi người chỉ lấy cái một cái điểm đấy nhân với một cái điểm mà chúng ta đã đo sẵn từ đầu rồi, chia đôi rồi thì nhân vào nó tính ra được mét vuông rồi. Rồi xong còn cái điểm này mọi người sẽ ghép lại, mọi người sẽ ghép hai cái điểm này lại với nhau, vì hai cái điểm này mình đã chia đôi cái kia thì hai cái điểm này đa số là bằng nhau. Đấy, anh em chúng ta áp dụng cái công thức này thôi là anh em có thể tính được cái mét vuông của hình tam giác này nhá. Đấy, còn hôm nào mình sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết cái cách tính cái mét vuông của cái hình hình thang thôi, hoặc là hình nói chung là nó không phải là hình thang hẳn. Đấy, nó là cái hình đa phần là những cái hình mẽo khác nhau. Đấy thì hôm nào mình sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể những cái hình mà hay mình hay áp dụng ấy, trong xây dựng ấy. Đấy, còn anh em mà mình muốn mình tính mét vuông của một cái hình gì đó thì mọi người chỉ comment phía dưới, em Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách tính cái mét vuông cái hình đó. Đấy, còn cái mét vuông mà tính hình vuông ấy thì em Hoàng nó chỉ rồi. Đấy, chỉ cần lấy chiều dài nhân với chiều rộng là ra làm nó ra mét vuông. Đấy, bất cứ một cái ngôi nhà nào hình vuông, hình chữ nhật, mọi người chỉ lấy chiều dài nhân chiều rộng là nó ra cái mét vuông của cái hình đó. Đấy, em Hoàng chỉ muốn chia sẻ với mọi người cụ thể như vậy. Đấy, mọi người thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Đấy, bây giờ em xin hẹn mọi người ở video lần sau. Xin chào mọi người nhé.